trong sáu của Tại sao lại là Osorjay vừa tiết lộ hung thủ thật sự giết chết cô gái trên sân thượng khiến Osorjay bị vu oan. Chưa kịp gặp xác nhận thì hắn đã chết trước mặt cô. Nếu theo dõi từ đầu phim, hẳn người xem sẽ biết Gong Chan từng ngồi tù hơn một năm vì bị khép tội giết em gái. Khi ấy, Gong Chan vẫn còn là cậu thiếu niên mang tên Kim Dong-gu, bị chính ba ruột và mẹ kế ghét bỏ. Không một ai tin cậu ngoại trừ luật sư Oh Soo-jae. Sau đó, có một người đàn ông đã thú tội là người sát hại em gái của Gong Chan, giúp cho cậu được minh oan, thả tự do. Nhưng Gong Chan khẳng định hắn không phải là hung thủ, kẻ gây án là người khác. Và rốt cuộc tên đó là ai? Động cơ giết người là gì? Gong Chan vẫn đang tìm lời giải đáp. Để tìm ra người đàn ông trong đoạn clip đẩy Park So-young tới sân thượng của công ty TK, Oh Soo-jae đã yêu cầu các thành viên trong trung tâm pháp lý của trường tham gia hỗ trợ, kèm theo điều kiện họ sẽ được cô đáp ứng một nguyện vọng. Với Cho Yong Sang, anh yêu cầu Soo-jae không được có tình cảm với Gong Chan vì anh đã thấy cô ngồi uống rượu cùng cậu em Chan và nở nụ cười tươi, nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy trước đó. Quả là một nỗi sợ quen thuộc hương ngự trị trong lòng các anh nam thứ. Với Gong Chan, anh lại không yêu cầu Soo-jae điều gì cả. Anh sẽ làm mọi thứ vì cô một cách vô điều kiện. Với thật tâm, Gong Chan rất lo lắng cho Oh Soo-jae. Tuy nhiên, việc anh cố giấu cô mình là Kim Dong-gu liệu có khiến nữ luật sư bất ngờ? Trong quá trình lần tìm tung tích của kẻ giết hại Park So-young, Oh Soo-jae đã biết được tên người án chính là Hong Seok-ban, tay sai của chủ tịch Choi Tae-guk. Hắn chủ động gọi điện khai ra với Soo-jae giữa lúc hình ảnh trong đoạn clip chưa được phân tích rõ mặt lẫn bằng chứng chưa đủ thuyết phục. Khép lại tập 6, Hong Seok-ban yêu cầu Oh Soo-jae đến gặp hắn tại khu câu cá vắng người. Đến nơi, cô gọi nhưng hắn không bắt máy. Soo-jae đến gần chiếc xe hơi nơi tên họ Hong đang cục thì bỗng dưng chiếc xe bốc cháy rồi phát nổ khiến cô ngã quỵ. Lúc này, Gong Chan gọi điện thoại đến nhưng Soo-jae chưa kịp nói ra địa điểm hiện tại của mình thì xe của Hong Seok-ban lại phát nổ thêm một lần nữa. Tiếng thét của Soo-jae vang lên, kèm theo đó là sự thất thần từ Gong Chan. Dự đoán tập 7 tại sao lại là Oh Soo-jae. Ở tập 7, liệu Gong Chan có tìm được đến nơi Oh Soo-jae đang gặp nguy hiểm? Ai là kẻ đứng sau vụ nổ của Hong Seok-ban? Trong khi hắn gọi điện thoại báo cho cô đến gặp riêng, nhưng sao lại gục ngã trước như thế? Có ai ở ngay đó nữa hay không? Đoạn giới thiệu còn cho thấy hình ảnh Soo-jae bị cảnh sát áp giải đi vì một lý do nào đó. Choi Yong-san thì vô cùng tức giận đi tìm gặp bố Choi Tae-guk, yêu cầu ông thả cô ra. Vậy sao việc nào đã dẫn đến điều này? Hãy cùng chờ xem nhé!